Lãnh địa tại mạc thế chương 1328, Tiro xuất hiện. Anh bước lên phi thuyền và nhanh chóng trở về doanh trại 404 ở ngoài chiến trường giới vực. Mấy phút sau, tiếng báo động ở doanh trại 404 vang lên. Năng lượng dò tìm phát hiện ra một sinh vật với khí tức kinh khủng đang lao tới với tốc độ chóng mặt. Lại đuổi theo à? Bộ tộc ma quỷ và liên minh đã có một thỏa thuận ngầm. Các thánh nhân hai bên sẽ không đối đầu có doanh trại 404 làm hậu phương, cơ bản anh sẽ không bị uy hiếp. Nếu đường tiểu bằng chém giết một số cường giả vô địch, tên thánh nhân bộ tộc Đao Phong cũng không hề quan tâm. Tuy nhiên, hắn giết là một tên chuẩn bị sắp đột phá tới thánh nhân. Tên thánh nhân Đao Phong không kịp chạy tới cứu viện, hắn lo sợ bị bộ tộc ma quỷ trách phạt. Vì thế, hắn tức giận đuổi theo và đi thẳng tới căn cứ của liên minh. Ở trong doanh trại, đường tiểu bằng cũng không hề lo lắng, anh chỉ nhanh chóng thông báo cho những cường giả khác ở dưới chuẩn bị mỗi doanh trại ở trong chiến trường đều có thánh nhân trấn giữ khi doanh trại thiết lập lúc đầu bọn họ cũng đã tính đến tình huống thánh nhân của kẻ địch chạy tới tập kích và sẽ ứng phó như thế nào khi tiếng báo động vang lên lối ra của căn cứ hình cầu đã được khóa chặt hàng loạt phi thuyền vừa mới xuất phát vội vàng quay trở về doanh trại chẳng bao lâu một thân ảnh vĩ đại xuất hiện ở trong tinh không những luồng đao quang mang theo sức mạnh đáng sợ vượt qua tinh không tới chỗ này một quyền cực lớn màu xám xuất hiện và phá tan những luồng đao quang kia tên chó săn bộ tộc ma quỷ thánh nhân hôi thổ cũng xuất hiện ở bên ngoài tinh không doanh trại hai tên thánh nhân một bên thì đánh một bên thì mắng chửi âm thanh không ngừng vang vọng pháo đài hình cầu khổng lồ kích hoạt hệ thống phòng thủ một vòng hào quang màu vàng bao phủ lấy toàn bộ doanh trại và ngăn chặn tất cả các dư chấn của hai vị thánh nhân tạo ra ở trong doanh trại những chiến binh lúc đầu còn lo lắng bỗng nhiên thả lỏng người ra cơ hội hiếm có để xem được những trận chiến của các thánh nhân chúng ta thật sự may mắn khi nó diễn ra ở ngay bên cạnh hắn bỗng nhiên nhìn qua một chỗ khác trong tinh không một thân hình vĩ đại khác xuất hiện đó là một tên thánh nhân của bộ tộc ma quỷ hắn mang theo khí thế đá hóa thành thực chất hắn vừa ra tay đã đánh lui thánh nhân hôi thổ đường tiểu bằng ở trong doanh trại không hề do dự anh lập tức kích hoạt quân trận cơ bản tập hợp tất cả sức mạnh để chống lại lưỡi đao của tên thánh nhân đánh tới thánh nhân hôi thổ cũng kích hoạt quân trận cơ sở dưới sự gia trì của vô số siêu phàm ở trong doanh trại sức mạnh của ông đã tăng lên đáng kể tuy nhiên ông chỉ có thể đối đầu với một tên thánh nhân bộ tộc ma quỷ chỉ có thể đánh qua đánh lại mà thôi nhưng chỉ cần ngăn cản được là tốt hắn thở vào nhẹ nhõm dù gì thì đây cũng là địa bàn của Lai Nơ Minh bọn họ chỉ cần ngăn cản thêm một chút nữa thôi thì quân tiếp viện sẽ chạy tới các thánh nhân của bộ tộc ma quỷ chắc chắn sẽ không dám ở lại lâu hắn liếc nhìn về phía đường tiểu bằng dưới sự gia trì của quân trận cũng đang vững vàng ngăn cản được những đòn tấn công của tên thánh nhân phong đao kia thánh nhân hôi thổ hoàn toàn yên tâm không còn vấn hắn sững sờ khi nhìn đến bóng dáng thứ ba xuất hiện ở trên bầu trời lại là một tên thánh nhân của bộ tộc ma quỷ hắn mang theo sát khi lao đến nơi này đường tiểu bằng rốt cuộc đã làm chuyện gì thánh nhân hôi thổ giống như tên gọi của ông ta khuôn mặt xám xịt tuy nhiên ở trong chiến trường giới vực siêu phàm có thể bỏ chạy nhưng ông thì không thể được bản thân là một người trấn giữ doanh trại thánh nhân hôi thổ chỉ có thể kiên trì chống đỡ đường tiểu bằng cũng không thể nào trốn anh không ngừng thiêu đốt bản nguyên quân trận cơ sở hóa thành hư ảnh thanh kiếm vững vàng ngăn cản trước doanh trại oanh hư ảnh thanh kiếm bị đánh tan rồi lại ngưng tụ trở lại toàn bộ quân trận cơ sở đã nứt ra nhiều vết nứt ở trong doanh trại Lôi hạo miễu và những tân binh lúc này vẫn chưa có rời đi. Bọn họ nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả đều run lẩy bẩy không thôi. Thật là đáng sợ, chỉ huy cũng không phải là đối thủ. Thật nhiều tồn tại thánh nhân xuất hiện. Điều này khiến bọn họ nhớ lại nỗi sợ hãi trước khi bộ tộc ma quỷ tiến công và thượng giới cao duy sụp đổ. Lúc này, cổng dịch chuyển phát ra ánh hào quang màu xanh nhạt. Một bóng người bước ra ngoài. Toàn thân hắn là một bộ giáp, cầm trong tay một thanh đao màu đen mái tóc xỏa ngang vai ở trong ánh mắt mang theo sự khát máu và ý chí chiến đấu người này là ai nhiều cường giả canh gác ở bên cạnh cổng dịch chuyển bất kể là bộ tộc người đá hay những cường giả vô địch của ngục tộc bọn họ chưa từng gặp qua người này bọn họ không khỏi nhìn về phía vị phó chỉ huy quân của quân đoàn tiên phong ai ngờ tới anh ta cũng lắc đầu ta tên là tiro người đàn ông tóc đen nói rồi bước ra và trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài tinh không pháo đài thanh đao đen nhánh chém về phía tên thánh nhân bộ tộc đao phong vết chém này ẩn chứa sự bá đạo không thể nào tránh né trực tiếp chém cho tên thánh nhân bộ tộc đao phong máu chảy đầm đìa trong tinh không một tên thánh nhân bộ tộc ma quỷ bỏ mặt thánh nhân hôi thổ và lao về phía ti rô đánh tới trên thân pháp tướng của tên thánh nhân bộ tộc ma quỷ mang theo pháp tắc ăn mòn và pháp tách xé rách tràn ngập hung uy Tuy nhiên, Tiro không hề né tránh, pháp tướng của anh cứng rắn đối đầu đòn tấn công kia. Tuy nhiên, sắc mặt của anh không hề thay đổi. Hoàn toàn dùng đấu pháp lấy thương đổi thương. Tên thánh nhân bộ tộc ma quỷ bị anh chém cho ba nhát, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Không thể nào, người đã bị trọng thương rồi. Tiro bị thương càng đánh càng dữ, khí thế càng lúc càng mạnh. Chỉ mới mấy chiêu, anh đã chém cho tên thánh nhân bộ tộc ma quỷ toàn thân tan nát. Anh ngửa mặt lên trời gào lên, khí tức bùng nổ. Đối với sự lĩnh ngộ của pháp tắc đã nâng cao thêm một bước. Một đao chém ra, một tên thánh nhân của bộ tộc Đao Phong yếu hơn, pháp tướng trực tiếp bị chém. Hắn không hề quay đầu nhìn lại, trực tiếp bỏ trốn. Tiro đuổi theo. Một nơi khác của chiến trường giới vực. Một tên thánh nhân cường đại của bộ tộc Ma Quỷ nhìn chăm chú vào một tên thánh nhân đã hóa thân thành sói. Tránh ra, các ngươi đã vượt biên. Nhân loại các ngươi muốn mở ra chiến tranh đúng không? Đúng thế. Ngươi đoán không hề sai chút nào. Tên thánh nhân bộ tộc ma quỷ. Hắn thất bại ở trong việc nói chuyện và lao vào giao chiến với Vani. Một trận chiến nổ ra ở giới vực bên ngoài. Vô số siêu phàm cảm nhận được điều gì đó không ổn liền chạy về nơi xa bỏ chạy. Cuộc chiến này kết thúc với sự thất bại của bộ tộc ma quỷ bên phe liên minh vui mừng không xiết chỉ có đường vũ hơi nhíu mày mình cảm giác sức phản công của bộ tộc ma quỷ hơi yếu nó giống như là hành vi của một số cá nhân thánh vương của bộ tộc ma quỷ đâu rồi anh đã chuẩn bị sẵn sàng để mở ra cuộc chiến của các thánh vương anh lại không ngờ tới chỉ riêng vani và tạ y đã cản được một vài tên thánh nhân của bộ tộc ma quỷ đang chạy tới tiếp viện thực lực bộ tộc ma quỷ mạnh mẽ đến vậy nhưng cường giả thật sự lại không hề nhìn thấy bóng dáng mới đây những cuộc chiến đấu ở trong các thế giới hình như suôn sẻ hơn một chút đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ như bộ tộc ma quỷ lãnh chúa đường cũng không dám chủ quan anh lập tức cảnh giác tuy nhiên anh bất kỳ thăm dò thế nào cũng không thể nào phát hiện ra được động thái của bộ tộc ma quỷ cùng lúc đó ở trên vi diện thâm hồng phía trên thành phố ma chủ một tên thánh vương mặc bộ áo giáp đầy thủy tinh mỉm cười nói, chúa tể thâm nguyên, chúng tôi đã tính toán được vị trí của tinh vực khởi nguyên tinh. Tốt lắm. Chúa tể thâm nguyên từ trên ngai vàng đứng dậy. Ánh mắt sâu thẳm nhìn bên ngoài vi diện, giống như đã thấy tương lai. Tất cả, theo ta xuất chinh. Ở trong hư không cao vị, sương mù xám trôi nổi. Dưới hư không bao la, những thành phố hư không hiện ra giống như nó tồn tại từ lâu đời những thành phố hư không này giờ đây đã trở thành biểu tượng của nhân loại. Nó cũng là biểu tượng của liên minh. Ngoại trừ những cường giả nhân loại ở bên ngoài, không ít thành viên liên minh định cư ở chỗ này. Ở trong vũ trụ, một câu nó được lưu truyền rằng chỉ những cường giả siêu Việt mới có thể mua được bất động sản ở thành phố hư không. Những người khác chỉ là những người bình thường mà thôi. Gheo là một tên siêu phàm của ngục tộc kể từ khi ngục tộc gia nhập liên minh chống lại bộ tộc ma quỷ anh là một trong những chiến binh siêu việt đầu tiên ra trận anh hưởng thụ đãi ngộ hậu hĩnh của liên minh và kiếm được khá nhiều tiền lương và tiền thưởng trong những năm gần đây anh thậm chí còn mua được chính căn bất động sản tại thành phố hư không hiện anh là một cao thủ ở trong tộc và được vô số mỹ nhân ngục tộc theo đuổi anh chăm chỉ tập luyện tại một trong những bất động sản của mình bỗng nhiên thành phố hư không chấn động tiếng còi báo động chói tai vang lên. Đây là tiếng báo động thành phố hư không bị tấn công. Nó không phải do sinh vật hư không tấn công. Đó là kẻ thù, bộ tộc ma quỷ tấn công. Tiếng còi báo động như thế đã lâu rồi mới vang lên trong vài năm sau. Sắc mặt gheo trắng bệt, mẹ nó, giá nhà sắp giảm rồi. Lúc này, ở bên trong phủ trấn thủ, một cường giả cấp bậc thánh nhân bên phía nhân loại và hai tên thánh nhân của bên phe liên minh đang tọa trấn ở chỗ đó bọn họ nhìn thấy đội quân ma quỷ hùng hậu đang tiến đến sắc mặt hơi thay đổi chính tên thánh nhân bộ tộc ma quỷ chúng ta không thể nào ngăn cản được nhất định phải cầu cứu viện binh trận pháp khổng lồ của thành phố hư không bắt đầu vận hành cổng dịch chuyển phát sáng nhanh chóng đưa các cường giả siêu phàm đi đến các nơi hòn đảo hư không trụ sở liên minh mỗi một phe thế lực bá chủ đều cử ra những tồn tại cấp thánh trấn giữ ở nơi này để giữ liên lạc với nhau ở trên hòn đảo nhỏ này có hàng chục thánh nhân tụ tập ở nơi này dưới tình huống bình thường các bậc thánh nhân của các thế lực đều đang tu luyện để cảm ngộ pháp tắc những công việc còn lại đều giao cho các thuộc hạ siêu phàm xử lý chỉ khi gặp phải quyết định cần có thánh nhân làm chủ thì bọn họ sẽ ra mặt vậy mà lúc này một vị thánh nhân có khả năng cảm ứng đột nhiên mở mắt hắn mở miệng âm thanh vang vọng truyền khắp cả hòn đảo kẻ địch đang đến gần hòn đảo đã bị phong tỏa. Tất cả hãy cẩn thận. Âm thanh chấn động. Anh ngẩng đầu nhìn lên, hư không hiện ra vô số vết nứt màu đỏ. Nó giống như một tấm lưới khổng lồ bao phủ toàn bộ đảo hư không. Đồng thời, khí tức đáng sợ xuất hiện. Hình bóng vĩ đại của vô số tồn tại cấp thánh nhân đồng loạt xuất hiện ở phía xa hư không. Vô số đòn tấn công mang theo pháp tắc ầm ầm giáng xuống. Oanh! Trên thế giới khởi nguyên tinh, thành phố thâm lam trên trái đất đường vũ mở hai mắt ra tiếng báo động liên tục vang lên ở trong khế ước hợp đồng của anh thành phố hư không thứ năm bị tấn công thành phố hư không thứ hai mươi bị tấn công thành phố hư không thứ hai mươi tám bị tấn công đảo hư không trụ sở chính của liên minh thậm chí bị lực lượng chính của bộ tộc ma quỷ tấn công dữ dội ở trên hòn đảo hư không có hàng chục thánh nhân hiện tại bọn họ vẫn có thể trụ vững một thời gian tuy nhiên đảo hư không cần phải liệt vào mục tiêu cần hỗ trợ hàng đầu đường vũ phát hiện ra điềm báo không tốt của mình đã trở thành hiện thực một loạt mệnh lệnh được ban hành nhanh chóng cổng dịch chuyển nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến tranh nó chỉ được sử dụng để vận chuyển quân lính lãnh chúa ngài có cần tôi ra tay hay không không mặc một chiếc áo choàng từng bước đi tới nhờ sự giúp đỡ của cây thế giới anh cũng chính thức bước vào cấp bậc thánh vương trong thời gian gần đây. Hơn nữa, ở trong không gian tinh thần để cảm nhận pháp tắc. Một năm ở bên ngoài bằng 10 năm ở trong đó, trình độ pháp tắc của không cũng không tệ. Tay cầm một thanh thánh khí cấp cao vừa mới được thăng cấp. Khí thế của anh tràn đầy chiến ý. Đường vũ đắn đo một hồi rồi từ chối. Không. Anh hãy chờ ở chỗ này một chút. Tôi cảm thấy mọi chuyện cũng không hề đơn giản như thế này ba tên thánh vương, hàng chục tên thánh nhân, đây xác thực là một của lực lượng to lớn. Nó đủ sánh ngang với lực lượng tổng hợp của hai thế lực bá chủ. Tuy nhiên, bộ tộc ma quỷ trước đó không phải đã xúc động ba tên thánh vương rồi sao? Hơn nữa, trụ sở chính của liên minh tuy quan trọng, nhưng nó vẫn không bằng tổng bộ của một thế lực bá chủ. Trụ sở bị phá hủy thì vẫn có thể xây dựng lại. Hàng chục thánh nhân bỏ mạng tuy gây ra tổn thất nặng nề nhưng nếu chia đều cho mỗi thế lực bá chủ thì nó cũng không đáng kể bao nhiêu thay vì chém đứt một ngón thì chém nguyên cả bàn tay nếu lãnh chúa đường ở bên phe ma quỷ anh chắc chắn sẽ ưu tiên nhắm vào một thế lực bá chủ nào đó tuy nhiên bộ tộc ma quỷ hiện tại muốn đối phó nhất chính là nhân loại mới đúng đường vũ bước ra anh xuất hiện ở bên ngoài khởi nguyên tinh ở trong không gian mênh mông anh chỉ có thể nhìn thấy vài ngôi sao lấp lánh bỗng nhiên một thành phố màu đỏ sẫm xuất hiện ở trong tầm mắt của anh với tốc độ khó tả đang lao tới chỗ này. Ngay lập tức, nó đã đến tầm nhìn của anh. Nhân loại. Tiếng nói vang vọng khắp toàn bộ không gian. Từng viên ngôi sao bỗng nhiên nổ tung, chỉ còn lại khởi nguyên tinh đã dung hợp với vô số thế giới. Nó giống như một hệ hành tinh đã được bao phủ ở trong sương mù. Ở trong thành trì có hình dạng thánh khí, tên chúa tể thâm nguyên bỗng gồm một tiếng. Thế giới này không giống với Khởi Nguyên Tinh. Ở trong vô số kỷ nguyên trước, Chúa Tể Thâm Nguyên đã từng tham gia vào cuộc chiến với Khởi Nguyên Tinh. Khi đó, hắn chỉ là một tên thánh vương, nhưng hắn đã nhìn thấy hành tinh đã tạo ra vô số thánh nhân loài người. Hôm nay, thế giới bị sương mù bao phủ ở trước mặt hắn, để hắn không thể nào nhìn thấu. Hắn quay đầu và hỏi một tên thánh nhân bộ tộc ma quỷ. Khi đó các ngươi nhìn thấy Khởi Nguyên Tinh là thế này đúng không? Tên thánh nhân bộ tộc ma quỷ được hỏi có phần ngớ người. Khi đó, khởi nguyên tinh cũng không lớn như thế này chứ. Từ lúc đó cho đến bây giờ, nó chỉ mới mười mấy năm thôi. Ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy, toàn bộ thế giới làm sao có thể phình to như thế chứ? Hắn kể lại tất cả những gì mình đã nhìn thấy. Hắn còn mô phỏng lại cảnh tượng ngày hôm đó. Tên chúa tể thâm nguyên vừa nghe xong, ánh mắt liền lạnh lùng. Vô số kỷ nguyên trước, ở trong cuộc chiến đối đầu với Khởi Nguyên Tinh. Bộ tộc ma quỷ đã có rất nhiều cường giả phải bỏ mạng. Bây giờ, đám dư nghiệt của Khởi Nguyên Tinh lại thành lập liên minh và khiến cho bọn chúng gặp nhiều trở ngại. Khởi Nguyên Tinh tuyệt đối không thể nào giữ lại. Các ngươi hãy xuất thủ và đem toàn bộ Khởi Nguyên Tinh phá hủy. Mấy tên chủ soái Thánh Vương nhận được mệnh lệnh. Mỗi tên dẫn theo mấy chục tên thánh nhân và vô số đội quân siêu phàm bước ra khỏi thành trì màu đỏ thẫm ở trên tinh không lãnh chúa đường không dám bước ra khỏi phạm vi khởi nguyên tinh anh chỉ đứng ở rìa và cảm nhận môi trường xung quanh anh có thể cảm nhận được ở trong thành phố màu đỏ thẫm kia một tồn tại vô cùng đáng sợ hắn nhìn như không có ra tay thật ra hắn đã sớm ảnh hưởng đến toàn bộ vùng tinh không này y liên nancy không đứng bên cạnh anh ta ánh mắt xa xăm nhìn về phía đội quân ma quỷ đang ngày càng tiến tới gần bọn họ không khỏi nhìn về phía anh ngăn cản bọn chúng và cho ta một chút thời gian hai mắt đường vũ nhắm lại ý thức của anh liên tục vương cao kết nối với các lãnh địa phân chia ở khắp nơi trong vũ trụ anh cũng nhìn thấy biển vận mệnh nhân loại đã hội tụ lại thành đại dương kể từ ngày triệu hồi ba vị anh hùng đường vũ lại tiêu hao một chút sau vài năm tích lũy đại dương vận mệnh mà anh nắm giữ đã lớn hơn một chút hôm nay mình không thể tránh khỏi việc tiêu hao. Ở trong vũ trụ, ngoại trừ tồn tại đáng sợ ở trong thành trì màu đỏ sẫm. Còn có một tên chí tôn nắm giữ pháp tắc bản nguyên hệ hỏa. Trước mặt hắn, những thánh khí hình pháo đài với đủ loại hình dạng khác nhau như đám mây màu đỏ, tàu vũ trụ, tháp, sao chổi, vân vân. Chúng nó chở theo vô số binh lính của bộ tộc ma quỷ với khí thế hung hăng lao tới thế giới vô tận và rộng lớn ở trước mặt hắn. Thánh vương làm quân chủ lực để thăm dò. Tuy nhiên, khác với những trận chiến trước, mỗi thánh vương đều kích hoạt một tấm quân trận cấp cao. Những bóng hình mạnh mẽ, viễn siêu pháp tướng của thánh vương xuất hiện ở trong vũ trụ. Chúng gần như chiếm lấy toàn bộ vùng tinh không, dùng phương pháp thô bạo đem phá hủy những ngôi sao ở xung quanh. Ngay cả những hành tinh có hàng rào thế giới ngăn cản. Sự tác động của những quân trận cấp cao dưới sự điều khiển của các thánh vương. Nó yếu đuối chẳng khác nào như miếng đậu hũ dưới lực lượng hung hăng như những con thú dữ toàn bộ thế giới hoàn toàn vỡ nát người ta có thể thấy rõ sự mỏng manh của những thế giới sơ cấp kia điều khiến cho lãnh chúa đường cảm thấy yên tâm trái đất cũng không nhận được sự ảnh hưởng mười mấy năm trước khi một vài tên thánh nhân tấn công hàng rào phòng thủ của thế giới người ta có thể cảm nhận được sự chấn động ở trên trái đất và sự khủng khiếp của những hư ảnh với lực lượng kinh khủng kia bây giờ những thánh vương điều khiển những quân trận cấp cao đã tạo thành những dư chấn khủng khiếp hơn nhiều so với những đợt tấn công của thánh nhân tuy nhiên hàng rào thế giới vẫn không hề bị lay động thế giới bên trong từ thế giới sơ cấp cho đến trái đất đều bình yên vô sự những người ở cấp lĩnh vực thậm chí không thể cảm nhận được thế giới ở bên ngoài vũ trụ đang bị bao vây bởi quân đội ma quỷ y liên không và những tùy tùng khác đã đứng trước thế giới bọn họ kích hoạt quân trận hàng đầu được kế thừa từ nhánh lan thương quân trận này được gọi là cửu thủy long tuyền ở trong phạm vi của quân trận tất cả pháp tắc hệ thủy đều trở nên hứng phấn ở bên trong tinh không nó tạo thành thế cân bằng với chí tôn nắm giữ pháp tắc bản nguyên hệ hỏa chính con rồng được tạo ra bởi pháp tắc hệ thủy bao quanh thế giới khởi nguyên tinh gầm thét và va chạm với những quân trận cấp cao của phe ma quỷ vũ trụ tinh không bột phát ra sự chấn động dữ dội ở một chỗ tinh vực vắng vẻ nơi mà trái đất đang định cư ở đó nguồn tài nguyên nghèo nàn bên trong toàn bộ vùng tinh vực chỉ có một số hành tinh sơ cấp và phần lớn các nền văn minh vẫn chưa phát triển ra bên ngoài thế giới các thế lực vũ trụ xung quanh chỉ có một số ít có thể biết đến và không hề có thế lực bá chủ nào dù vậy sức mạnh của quân trận cấp cao sự cường đại của pháp tắc bản nguyên hệ hỏa và hệ thủy va chạm lẫn nhau nó khiến cho toàn bộ vùng tinh không này sáng lên những thánh nhân ở gần đó đã bị đánh thức khỏi trạng thái cảm ngộ. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phương hướng đó. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lục Địa Đá Thánh, bên trong cung điện Đá Thánh. Quân đội ma quỷ với khí thế hung hãn, nhưng chúng ta cũng không phải không có kinh nghiệm đối phó với bộ tộc ma quỷ. Thạch Vương nhìn về phía mười mấy tên thánh nhân, ngoại trừ thành phố hư không của nhân loại, đảo hư không của Liên Minh và một số chiến trường giới vực, một số thế lực bá chủ bị tấn công bên phía nhân loại nói thế nào và an bài viện quân ra sao ông hỏi thánh nhân đá hồng thánh nhân đá hồng kích hoạt một viên tinh thể thủy tinh chiến trường giới vực bị tấn công bởi bộ tộc ma quỷ hiện bọn họ đã có lực lượng liên minh hỗ trợ và không có vấn đề gì xảy ra ở bên hòn đảo hư không tôi nghi ngờ bộ tộc ma quỷ sẽ chọn nó làm mục tiêu để tấn công hiện tại vẫn chưa có thể quyết định chắc chắn được bọn họ đã thử sử dụng cổng dịch chuyển hiện tại nó vẫn có thể hoạt động bình thường bất kể từ đại lục đá thánh tiến về đảo hư không hay từ đảo hư không rời đi thì không có vấn đề gì xảy ra hiện tại các thánh nhân ở trên hòn đảo hư không đều dựa vào sức mạnh của quân trận và đang miễn cưỡng chống lại với các thánh vương của bộ tộc ma quỷ đang tấn công ồ ạt ở bên ngoài một phần thánh nhân có thể rút lui nhưng những thánh nhân rút lui sau đó bọn họ chắc chắn sẽ không kịp bước lên cổng dịch chuyển liền sẽ bị các thánh vương của bộ tộc ma quỷ nghiền nát vì thế việc lựa chọn rút lui đã bị loại bỏ chúng ta chỉ có thể gửi quân tới hỗ trợ tuy nhiên liên minh lại không thể nào ra quyết định được bọn họ lo lắng đó là cái bẫy của bộ tộc ma quỷ đặc biệt theo lời kể của các siêu phàm cầu cứu ở bên ngoài hòn đảo hư không có rất nhiều vết nứt màu đỏ toàn bộ hư không đều bị bộ tộc ma quỷ phong tỏa rõ ràng đám bộ tộc ma quỷ này đã có sự chuẩn bị cổng dịch chuyển vẫn có thể hoạt động nói không chừng chính là cái bẫy do bên phía bộ tộc ma quỷ cố ý bày ra có lẽ khi hai ba thánh vương của liên minh chạy tới hỗ trợ cổng dịch chuyển đến đảo hư không sẽ bị khóa hoàn toàn và quân phục kích của bộ tộc ma quỷ ở trong bóng tối sẽ xuất hiện không cứu thì không được cứu thì họ lại lo lắng bị phục kích ai đi cứu cũng sẽ gặp phải vấn đề các thế lực bá chủ đều không muốn thánh vương của mình gặp phải nguy hiểm Lúc này, bọn họ nghĩ đến nhân tộc phái viện quân hỗ trợ. Dù sao, Liên Minh cũng do nhân loại thúc đẩy. Thế lực mạnh nhất cũng là nhân loại. Thạch Vương cũng đang chờ quyết định vị lãnh chúa nhân loại. Bỗng nhiên, Thạch Vương cảm nhận được điều gì đó và ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đó là chí tôn xuất thủ pháp tắc. Hiện tại, thế lực có chí tôn pháp tắc cũng chỉ có 4 thế lực bao gồm bộ tộc ma quỷ, nhân loại Thâm Lam, Luân Hồi Điện và Liên Minh hư không. Tuy nhiên, Luân Hồi Điện và Liên Minh Hư không đều vô cùng điệu thấp. Bọn họ hoàn toàn không thể động thủ vào lúc này. Động tĩnh lớn như thế này, chắc chắn bộ tộc ma quỷ làm ra. Hiện tại, bộ tộc ma quỷ lại cử đại quân tấn công. Chẳng lẽ, vị trí tôn pháp tắc đó đang tấn công thế lực nào? Vậy mà vẫn phát động tĩnh lớn như thế này. Thạch Vương nhíu mày, dù sao thì thông tin mà ông nhận được cũng không có thế lực bá chủ nào bị trí tôn pháp tắc tấn công. Ngoài ra, không có thể lực nào có thể một mình chống lại sự tấn công của chí tôn pháp tắc. Ngoại trừ nhân loại. Chẳng lẽ trụ sở thực sự của nhân loại được giấu ở sâu trong vũ trụ mịt mờ, Thạch Vương biết rõ điều đó. Nhưng muốn nói đến vị trí chính xác thì ngay cả bản thân ông hay nhiều thánh nhân loài người cũng không hề biết. Chẳng lẽ đám bộ tộc ma quỷ đã tìm được khởi nguyên tinh rồi sao? Lòng ông lo lắng không thôi liên minh tồn tại hoàn toàn dựa vào nhân loại mới gắn bó. Có lẽ, một số thế lực thấy nhân loại cường thế đều có một chút phê bình. Thạch Vương biết rõ điều đó. Nếu không có nhân loại, liên minh căn bản không thể nào đối đầu với lực lượng ma quỷ một cách trực diện. Bọn họ chắc chắn sẽ tan đàn sẽ nhé rồi. Bộ tộc ma quỷ đã yên lặng trong mấy năm qua. Có lẽ, bọn chúng thật sự quyết tâm hành động rồi. Cùng lúc đó, các thế lực bá chủ khác như ngục tộc kiếm vực thủy tinh cung đã nhận được tin tức thế giới thâm lam của nhân loại đã bị bại lộ các thánh vương của các thế lực bá chủ kia hơi do dự một lúc sau đó bọn họ sử dụng cổng dịch chuyển đi đến một tinh vực gần đó và từ xa quan sát tình hình ở bên kia oanh trong cảm nhận của thạch vương toàn bộ tinh vực dường như đã bị phá hủy điều này khiến cho sắc mặt thạch vương hơi chút thay đổi Hai tên chí tôn pháp tắc Ông đã từng gặp qua vị trí tôn nắm giữ bản nguyên pháp tắc hệ hỏa Tuy nhiên, người còn lại Chỉ tiết lộ một chút khí tức cũng khiến cho ông cảm thấy hoảng sợ Lúc này, ông vẫn đang ở bên ngoài vùng tinh không Thâm Lam có thể ngăn cản nổi hay không? Thạch Vương cũng có lòng muốn hỗ trợ Tuy nhiên, ông không thể nào tìm được cổng dịch chuyển để vào khởi nguyên tinh Nếu bay qua kia Ông không dám ông chỉ cần bước vào phạm vi vùng tinh vực đó, vị trí tôn pháp tắc đó sẽ cho ông hiểu thế nào là nỗi kinh hoàng thực sự. Lúc này, ở bên ngoài khởi nguyên tinh, Y Liên và hàng chục thánh nhân loài người hợp lục với nhau, cùng với hàng triệu siêu phàm dựa vào quân trận cấp cao. Bọn họ đã chống lại được quân đội của bộ tộc ma quỷ. Tuy nhiên, bọn họ dần rơi vào thế yếu. Người ở trong thành trì màu đỏ vẫn chưa có ra tay. Chúa tể thâm nguyên vẫn còn đang quan sát. Đám dư nghiệt của Khởi Nguyên Tinh chỉ có sức mạnh bấy nhiêu đó thôi sao? Nếu xuất hiện một hai tên chí tôn pháp tắc thì hắn cũng không cảm thấy gì lạ. Bây giờ, hai tên Thánh Vương chỉ vừa mới đột phá. Quá yếu, yếu đến nỗi hắn không thể nào tưởng tượng được. Một thế lực nhỏ yếu đến như thế vậy mà khiến cho bộ tộc ta gặp phải nhiều phiền phức đến như thế. Ông búng tay một cái. Ở trong tinh không tên chí tôn nắm giữ bản nguyên pháp tắc hệ hỏa lập tức áp đảo pháp tắc hệ thủy do quân trận cửu thủy long tuyền tạo ra bỗng nhiên lực lượng vô hình giáng xuống khí tức của hàng chục thánh nhân loài người đột nhiên tăng lên đồng thời bên trong thế giới khởi nguyên tinh cũng có một luồng khí tức cường đại đang dần trỗi dậy và khôi phục tên chúa tể thâm nguyên ngẩng đầu cuối cùng cũng có chút thú vị rồi khởi nguyên tinh ở trong mắt lãnh chúa đường rễ cây thế giới đã xuyên qua trái đất và cắm rễ vào từng thế giới ở trong giới vực khởi nguyên tinh đất trồng ngày càng màu mỡ cây thế giới có thể tạo ra lực lượng thế giới càng lúc càng nhiều đường vũ đem giá trị niệm năng và lực lượng thế giới bút lên trên người của y liên và những người khác ngay cả khi thánh nhân thánh vương được bút đối với lực lượng thế giới mênh mông và có vô số sinh linh bị thế giới hấp thu giá trị niệm năng điều đó cũng không xem vào đâu ngay cả khi sức mạnh của Y Liên đã tăng lên mấy chục lần, cô ấy cũng không thể là đối thủ của chí tôn pháp tắc. Điều khiển quân trận hàng đầu cũng cần phải có mười mấy người thánh vương, mấy trăm vị thánh nhân làm nền tảng mới có thể chống lại một tên chí tôn pháp tắc. Thâm Lam bây giờ, ba anh em nhà Kamen, Gia Bo, Trung Bình, Enger, chị em Tinh Linh Tinh Nguyệt và những tùy tùng khác. Bọn họ đều đã đột phá tới thánh nhân. Một số thì tự mình đột phá, một số thì đột phá với sự trợ giúp của cây độ thần. Một số đột phá bằng cách luyện hóa thế giới. Tuy nhiên, những thế giới bọn họ luyện hóa đều là thế giới cấp trung. Sức mạnh ở cấp bậc thánh nhân cũng không có chênh lệch bao nhiêu. Một số thánh nhân là tùy tùng của anh, đường vũ cũng không nhớ tên. Những tùy từng được chiêu mộ cùng thời với Gia Bo, Enger, thực lực của bọn họ không hề tệ. Tuy nhiên, họ đã bị ánh hào quang che khuất bởi Y Liên, Nancy, không, vân vân. Vì thế, bọn họ giống như không hề có chút tồn tại nào. Với sự hỗ trợ của cây độ thần, nắm giữ nhiều thế giới, giá trị niệm năng gia trì, tài nguyên không hề thiếu. Hầu hết, bọn họ đều đột phá tới thánh nhân. Ngoài ra, bọn họ còn có lão thánh nhân, thánh nhân Trúc Lung và những thánh nhân còn sót lại ở thượng giới cao duy. Trong số đó, có 8 người được đường vũ tin tưởng. Vị thánh vương vẫn chưa khỏi hẳn, một mặt, ông ta bị thương rất nặng. Mặt khác, ông ta không phải là người mà đường vũ có thể hoàn toàn tin tưởng, không có khả năng đem những bảo vật quý giá cho người ta dùng. Ngoài ra, những hạt giống mầm non mà thâm lam đã phát hiện ra sớm. Chẳng hạn như đường tiểu bằng, anh em thiết chù y, lam thanh nhã, tống nghiên hy, quý minh, hạ uyển như, trang lai phúc, tào tinh hoa, nina và những người khác. Hiện tại, bọn họ là những lực lượng trung kiên ở trong thâm lam họ hầu hết đã đạt đến cảnh giới cường giả vô địch trong số đó một ít đã đột phá đến thánh nhân lão trần hiện tại cũng là một cường giả vô địch tất cả đều nhờ tài nguyên đắp lên thiên phú tốt như ngôn đỉnh thiên đã đột phá thánh nhân từ vài năm trước hiện tại thâm lam đã có hàng chục thánh nhân bọn họ hoàn toàn có thể sánh ngang hoặc thậm chí vượt qua các thế lực bá chủ thánh vương cũng mới chỉ có hai người đột phá đó là y liên và không với sự gia trì của quân trận cấp cao, việc đối đầu với những tên thánh vương cầm quân trận ở trong tay cũng không hề khó. Nếu huy động viện binh từ liên minh tới chỗ này, bọn họ có thể huy động đến 10 tên thánh vương. Nó đủ để đối phó với tên chí tôn pháp tắc hệ hỏa kia. Tuy nhiên, việc huy động cường giả từ phía liên minh sẽ khiến họ phát hiện thâm lam lộ ra sự yếu đuối. Trước đây, việc xuất chiến ít có thể hiểu được thâm lam có nhiệm vụ riêng của mình, đang âm thầm giao chiến với bộ tộc ma quỷ. Tuy nhiên, nếu bị đánh đến tận hang ổ mà còn không có xuất thủ thì nó cũng quá phi lý. Một khi Thâm Lam lộ ra sự yếu kém thì liên minh sẽ bị tan rã trong nháy mắt. Điều quan trọng nhất, 10 vị thánh vương và mấy trăm thánh nhân chủ trì quân trận có thể ngăn cản được một tên chí tôn pháp tắc. Thậm chí, họ có thể ngăn cản được hai tên chí tôn pháp tắc. Tuy nhiên, bọn họ không thể nào ngăn cản được sự tồn tại đáng sợ ở trong tòa thành trì kia đây là cảm giác cảnh báo mà đường vũ nhận được ngay từ khi nhìn đến tòa thành trì kia anh tin tưởng vào loại cảnh báo này bản thân là lãnh chúa của thâm lam người đứng đầu của khởi nguyên tinh người nắm giữ vận mệnh toàn bộ nhân loại người lãnh đạo toàn bộ liên minh thế giới vận mệnh đều sẽ cho anh những gợi ý thủ đoạn bình thường không thể nào ngăn cản chỉ có cách trốn và ẩn núp mới là phương pháp xử lý tốt nhất lãnh chúa đường âm thầm kiểm soát toàn bộ giới vực khởi nguyên tinh anh chỉ cần hơi động ý niệm toàn bộ khởi nguyên tinh sẽ trốn vào bên trong không gian sâu thẳm nếu so với việc điều khiển trái đất lúc trước hiện tại anh điều khiển nó càng nhanh và linh hoạt hơn mình trốn vào trong không gian chưa đủ an toàn nhưng chỉ cần có một cái cơ hội mình sẽ đưa toàn bộ khởi nguyên tinh vào hư không cao vị thế giới tồn tại trong thực tại những thế giới rực rỡ được nhìn thấy ở trong hư không cao vị nó giống như một hình ảnh phản chiếu tuy nhiên đường vũ có thể xây dựng thành phố ở trong hư không cao vị anh nghe truyện trên tv audio cv cũng có thể đưa giới vực khởi nguyên tinh vào bên trong đó không gian ở đó càng hỗn loạn hơn chỉ cần trong nháy mắt thì toàn bộ thế giới sẽ biến mất không thấy tăm hơi đường vũ đang tích tụ toàn bộ sức mạnh thế giới anh đang chờ đợi lấy một tia cơ hội. Cơ hội sẽ xuất hiện khi vị tồn tại đáng sợ kia ra tay. Anh chỉ chờ đợi cơ hội so chiêu với tên đó mới có thể đưa giới vực khởi nguyên tinh toàn bộ biến mất. Lúc này, biển vận mệnh của nhân loại vô hình vô chất, ngay cả thánh nhân không thể nào cảm nhận được. Nó đang bị lãnh chúa đường rút ra vài dòng sông và bao quanh lấy cơ thể. Sức mạnh của vận mệnh đang cháy hừng hực. Đồng thời, giới vực khởi nguyên tinh bên trong từ vô số thế giới sơ cấp đến những thế giới trung cấp nắm giữ một chút sức mạnh đến những sinh linh ở trên trái đất bọn họ đều nhìn thấy một hình bóng mờ ảo tỏa ra ánh hào quang vàng rực và uy nghiêm vô tận thần linh những cư dân ở thế giới sơ cấp đều quỳ lạy những cư dân ở thế giới trung cấp đều sợ hãi nằm sấp ở trên mặt đất những cư dân ở trên trái đất đều không ngừng cầu nguyện bọn họ đã quen với những lời cầu nguyện như thế chân dung của đại lãnh chúa cũng được nhiều người bí mật thờ phụng sức mạnh vận mệnh sức mạnh cầu nguyện sức mạnh thế giới sức mạnh vô tận hội tụ lãnh chúa đường cảm thấy cơ thể mình giống như phình to sắp nổ tung luôn rồi nó giống như ảo giác nhưng nếu như không phải anh đã đột phá thánh nhân thì ngay cả khi lực lượng ôn hòa như vậy cũng khiến cho anh nổ tung nó thật sự nhiều lắm anh giơ tay lên một luồng sức mạnh vô tận theo đường dây của khế ước truyền vào người y liên và những người khác và hội tụ ở trên quân trận oanh chính con rồng nước xuyên qua các tinh vực hợp nhất lại và đồng loạt phun ra một luồng khí tức ầm ầm một tên thánh vương của bộ tộc ma quỷ bị tấn công trực diện quân trận cấp cao tạo ra hình ảnh một con thú khổng lồ bị vỡ vụn thân thể thánh vương của hắn bay lơ lửng trong không gian và máu tươi bắn tung tóe khắp nơi một số thánh nhân xấu số bị xóa sổ chỉ trong nháy mắt sức mạnh của chính con rồng hợp nhất lại đã xuyên thủng không gian và đánh thẳng vào tên chí tôn pháp tắc hệ hỏa pháp tắc hệ thủy và pháp tắc hệ hỏa va chạm lẫn nhau bùng toàn bộ tinh vực giống như bị bóp méo pháp tắc dần tán loạn không một tiếng động từ lúc khai chiến đến giờ tên chí tôn pháp tắc người nắm giữ bản nguyên pháp tắc lần đầu tiên bị đẩy lùi bên ngoài tinh vực Thạch Vương hiểu rõ, thì ra là như thế, hai vị Thánh Vương chỉ đang trì hoãn thời gian. Bên trong khởi nguyên tinh, nhân loại còn chuẩn bị một con ác chủ để đối kháng. Thậm chí, nó còn áp chế cả chí tôn pháp tắc. Vô luyện ngục gật đầu, lãnh chúa thâm lam rất có thể là chí tôn pháp tắc. Nếu chỉ đối phó vị trí tôn pháp tắc hệ hỏa kia thì không cần phải chuẩn bị nhiều như thế. Có thể, bên trong quân đội ma quỷ, còn có một vị tồn tại đáng sợ hơn. Vua kiếm vực nhìn xuyên qua không gian và nhìn thấy thành trì màu đỏ thẫm. Ngay sau đó, đáy mắt ông chảy ra những giọt máu màu vàng. Sắc mặt hắn tràn đầy chấn động và sợ hãi. Người đến không phải là một tên chí tôn pháp tắc bình thường. Hắn chính là người kia, chúa tể thẩm nguyên. Chúa tể thâm nguyên của bộ tộc ma quỷ. Các thánh nhân của liên minh đều chấn động. Tất cả đều im lặng. Khó trách, thâm lam chấp nhận rủi ro chỉ để hai vị thánh vương và hàng chục thánh nhân ngăn cản kẻ địch bọn họ muốn để những cường giả khác ở bên trong thế giới chuẩn bị mọi thứ nếu đối mặt với vị chúa tể thâm nguyên kia dù chuẩn bị thế nào cũng còn chưa đủ nhưng có thể được không vị chúa tể thâm nguyên từng có chiến tích tiêu diệt một tên chiến tôn pháp tắc nhiều kỷ nguyên trước một bộ tộc vừa mới quật khởi đã có một vị trí tôn pháp tắc sinh ra Bọn họ có hy vọng từ thế lực bá chủ trở thành thế lực siêu cấp. Vậy mà, bọn họ bị tên chúa tể thâm nguyên tiêu diệt. Lúc này, tên chúa tể thâm nguyên từ trong thành trì đỏ sậm đi ra. Anh không thể nào nhìn thẳng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một màu đỏ và màu đen. Màu đỏ của máu và màu đen của vực sâu. Hắn vừa bước ra, không gian đã nứt ra vô số khe hở. Bất kể bản nguyên pháp tắc hệ hỏa hay bản nguyên pháp tắc hệ thủy đều bị áp chế đến một góc hắn giơ tay lên và nhắm vào giới vực khởi nguyên tinh chúa tể thâm nguyên không cần lộ ra pháp tướng sự tồn tại của hắn là duy nhất khi hắn giơ tay lên một vết nước đen kịp lan rộng nó dường như muốn tách toàn bộ tinh không ra làm hai quân trận cấp cao do chính con rồng nước hợp nhất lại gào thét nó mang theo sức mạnh có thể xóa sổ thánh vương tuy nhiên vết nước đen lan tới trực tiếp đánh thủng quân trận Y Liên và những người khác đều phun ra một nguồn máu màu vàng. Bọn họ ngã từ hàng rào thế giới xuống khởi nguyên tinh. Cùng lúc đó, đường vũ đánh hai trưởng ra ngoài. Khác với việc chỉ tiết lộ một xíu sức mạnh. Bây giờ, anh đã sử dụng toàn lực. Thân thể thánh phát ra tiếng ong ong. Toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Ba loại sức mạnh không thể giải thích được, không ngừng thiêu đốt. Hai trưởng đẩy ra. Oanh, sức mạnh không thể nào hiểu được va chạm với sức mạnh vực sâu của tên chúa tể thâm uyên nắm giữ. Cả hai sức mạnh va chạm lẫn nhau ở trong tinh không. Hai cổ sức mạnh thuần túy nhất va chạm lẫn nhau. Trong khoảnh khắc đó, dường như mọi thứ ở trong tinh không đều mất đi màu sắc. Chỉ có sự không thuần túy nhất. Các bản chất của pháp tắc đều bị xóa đi. Ngay cả những thánh nhân ở trong giây phút này đều không thể dẫn động pháp tắc ở trong thiên địa chỉ có những người nắm giữ pháp tắc tối cao. Thậm chí, bản thân người đó chính là hiện thân của pháp tắc vẫn có thể vận dụng pháp tắc toàn lực. Ông! 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 Tinh không vỡ vụn đã trở thành một mớ hỗn độn. Tuy nhiên, pháp tắc ở trong vũ trụ đã nhanh chóng lấp đầy. Tên chúa tể thâm nguyên nhìn chầm chầm vào tinh không đã trống không, chả hề có biểu lộ gì cả. Không hề có chút rung động nào. Bên ngoài tinh vực, các thánh vương đều thu liễm khí tức, lén lút quan sát. Sau khi tinh không yên tĩnh bởi hỗn loạn một hồi. Cuối cùng, bọn họ cũng dám cẩn thận thăm dò khả năng chiến đấu ở trong hư không. Các thánh vương có thể hiện thần thông. Bọn họ muốn tìm hiểu tình hình của cuộc chiến. Khởi nguyên tinh đã bị xóa sổ rồi sao? Không. Không đúng. Giới vực khởi nguyên tinh chính là thế giới hàng đầu. Ngay cả khi bị phá hủy cũng không thể không để lại bất kỳ dấu vết nào. Hơn nữa, lãnh chúa Thâm Lam vô cùng thần bí. Ngay cả khi không phải là đối thủ của tên chúa tể Thâm Nguyên kia, cũng không thể nào không có khả năng phản kháng chứ. Một đòn vừa rồi, cả hai hẳn ngang tài ngang sức mới đúng. Khởi Nguyên Tinh đã chạy rồi. Chạy. Tôi có nghe người ta nói, lãnh chúa Thâm Lam nắm giữ một loại sức mạnh có thể di chuyển thế giới. Bây giờ tôi mới thấy được sự khủng khiếp của lãnh chúa thâm lam một thế giới to lớn như thế nó dời đi thì có thể dời đi khó trách bọn họ có năng lực đối đầu với bộ tộc ma quỷ mà không hề ở thế yếu đúng thế bộ tộc ma quỷ cần phải thôn vệ thế giới lãnh chúa thâm lam chơi chiêu này là chặt đứt đường lui của bộ tộc ma quỷ thật cao chiêu một số thế lực bình thường chưa gia nhập liên minh Bọn họ đang suy nghĩ xem có nên gia nhập liên minh để tìm kiếm một số lợi ích hay không. Một số thánh nhân cũng bắt đầu lén lút bỏ chạy. Bọn họ ẩn giấu khí tức, nhưng cũng lo lắng bộ tộc ma quỷ không tìm thấy khởi nguyên tinh sẽ tìm các tinh vực ở xung quanh trút giận. Chúng nó sẽ phát nát các tinh vực ở xung quanh thành từng mảnh nhỏ. Ngay cả khi bọn họ thu liễm đến mức tối đa cũng sẽ bị đánh ra. Tuy nhiên, Thạch Vương cũng không lạc quan giống như những vị thánh nhân khác cái tên chúa tể thâm nguyên khét tiếng kia. Thật sự từ bỏ sao? Bỗng nhiên, anh cảm thấy có gì đó không đúng. Vùng tinh vực kia, nó giống như bị đánh vỡ vậy. Miêu tả như thế cũng không chính xác. Dưới sự ra tay liên tục của các vị trí tôn pháp tắc. Tinh vực sớm đã bị nứt ra, nhưng lúc này, tinh vực bị xé toạc lại giống như kết nối với một tầng thứ khác. Không gian cao cấp. Chẳng lẽ? Thạch vương vừa hước ra, Ông nắm lấy khoảng cách không gian và xuất hiện ở trong không gian cao cấp. Lúc này, trước mặt ông chính là một cái thế giới khổng lồ. Nó không giống như những thế giới khác, chỉ có thể nhìn thấy hàng rào thế giới rực rỡ. Thế giới ở trước mắt, nó có hình dạng chân thật hơn. Ông mờ hồ có thể nhìn thấy các vì sao và đại lục. Nó chính là khởi nguyên tinh đã biến mất. Nó đã trốn vào trong không gian cao cấp. Tuy nhiên, Thạch Vương nhìn nơi xa. Nơi đó, một màu đen không thể nhìn thấy bao phủ lấy khởi nguyên tinh xuất hiện ở trong không gian cao cấp. Người thứ ba chí tôn pháp tắc. Chúa tể pháp tắc bóng tối. Vị này cũng là một tên đáng sợ. Mặc dù hắn không bằng chúa tể thâm nguyên, nhưng so với chí tôn pháp tắc hệ hỏa thì mạnh hơn. Hắn đã sớm ở chỗ này bố cục, dăng một cái lưới lớn. Khởi nguyên tinh, khi đã trốn vào không gian cao cấp đã lao thẳng vào nó. Ông, một luồng sóng dao động khuếch tán, khởi nguyên tinh ở trước mắt ông lại biến mất. Nó chỉ còn lại một màn thế giới rực rỡ. Hắn biết, khởi nguyên tinh đã rơi trở lại vũ trụ thực. Không gian cao cấp giống như một bản sao thu nhỏ của vũ trụ thực. Chỉ có điều vị trí không gian hỗn loạn hơn. Đường vũ có thể khiến một thành phố hư không vững chắc ở trong không gian cao cấp. Tuy nhiên, khởi nguyên tinh thì không thể. Nó quá lớn mục đích ban đầu của anh chính là lợi dụng không gian cao cấp để di chuyển một đoạn. Chỉ cần cách xa vài cái tinh vực, khởi nguyên tinh vốn có khả năng ẩn giấu thì ngay cả trí tôn pháp tắc cũng khó mà phát hiện được. Tuy nhiên, anh đã tính sai nước cờ. Sắc mặt lãnh chúa đường hơi đen lại. Anh không phải không sớm điều tra hoàn cảnh môi trường không gian cao cấp trước. Tuy nhiên, cảnh giới bản thân đã hạn chế chính mình. Trừ khi phạm vi lãnh địa bao phủ. Nếu không, anh sẽ không thể nào phát hiện được chí tôn pháp tắc. Ở trong tinh không vỡ vụn, giới vực khởi nguyên tinh liên tục chạy trốn. Tuy nhiên, ba tên chí tôn pháp tắc của bộ tộc ma quỷ và mười mấy tên thánh vương cùng vô số thánh nhân liên tục truy đuổi. Oanh. Đường Vũ lại đánh ra một chưởng. Anh hợp nhất ba cổ sức mạnh lại, một chưởng đánh lui tên chí tôn pháp tắc hệ hỏa, lại một chưởng đánh bay tên chí tôn pháp tắc bóng tối. Bỗng nhiên, vực sâu đang xen lại, xuất hiện trước mặt giới vực khởi nguyên tinh. Lãnh chúa đường chỉ có thể giơ tay đánh ra một chưởng. Bề ngoài trong anh có vẻ bình tĩnh. Mặc dù anh hơi lép vế. Nhưng, đây chính là một chọi ba. Ngay cả vận dụng vô số ác chủ bài, những lãnh chúa thâm lam vẫn chống lại ba tên chí tôn pháp tắc của bộ tộc ma quỷ. Đó là sự thật. Tuy nhiên, lãnh chúa đường có nỗi khổ không thể nào nói ra. Sức mạnh vận mệnh tiêu hao quá nhanh sức mạnh cầu nguyện sức mạnh thế giới vẫn ổn nếu sức mạnh cầu nguyện tiêu hao hoàn toàn thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều nhiều nhất những người ở bên trong giới vực khởi nguyên tinh chỉ cảm thấy một trận mệt mỏi mà thôi nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lực lượng thế giới thì nhờ có cây thế giới và vô số phân lãnh địa tích trữ được vì thế lực lượng tích trữ vô cùng dồi dào anh không hề sợ tiêu hao tuy nhiên sức mạnh vận mệnh của nhân loại lúc đầu, anh chỉ nắm giữ khoảng 52-53% sức mạnh vận mệnh nhân loại. Sau một hồi thiêu đốt, nó liền giảm xuống dưới 50%. Nếu không sử dụng sức mạnh vận mệnh, thiếu đi một loại sức mạnh hợp nhất thì sức mạnh của anh sẽ giảm đi đáng kể. Nó cũng không thể nào duy trì được lâu. Hơn nữa, việc thiêu đốt vận mệnh chính là một việc làm tác ao bắt cá. Anh không có ý định tiếp tục như thế. Mục đích của anh chính là tìm một nơi vũ trụ cấp tuyệt địa. Một nơi tuyệt địa có thể đe dọa cả chí tôn pháp tắc. Nơi tuyệt địa đó đã tồn tại cùng với sự ra đời của vũ trụ. Nó giống như một khối u mọc ở trên cơ thể vũ trụ. Mình có thể mang khởi nguyên tinh đi được không thì còn phải xem nơi tuyệt địa đó mạnh mẽ tới cỡ nào. Tốc độ di chuyển khởi nguyên tinh rất nhanh. Trong nháy mắt, nó đã vượt qua khoảng cách của vài tinh vực. Những nơi đi qua, từng cái tinh vực đều bị tàn phá. Bản thân Đường Vũ cũng hơi sốt ruột anh đương nhiên sẽ không quan tâm đến những thế giới khác những nơi hẻo lánh đều sở hữu rất ít thế giới ở trong quá trình di chuyển thì số lượng thế giới bị phá hủy bởi dư chấn chỉ có vài chục mà thôi oanh ba tên chí tôn pháp tắt tấn công từ các hướng khác nhau các thánh vương và thánh nhân khác cũng liên tục tấn công và gây ra không ít trở ngại cho anh may mắn sau khi khởi nguyên tinh dung hợp với những thế giới khác hàng rào thế giới vô cùng kiên cố ngay cả những đòn tấn công của thánh vương cũng khiến cho hàng rào thế giới bị chấn động nhỏ nơi tuyệt địa ở trong vũ trụ chỉ còn hai tinh vực nữa là đến rồi đường vũ suy nghĩ lúc này biểu cảm của anh đột nhiên thay đổi anh cảm nhận được sự thay đổi ở trong toàn bộ giới vực khởi nguyên tinh từ thế giới sơ cấp cho đến trái đất mọi thế giới ở bên trong từng ngọn cỏ từng bông hoa từng ngọn núi từng dòng sông giống như đang reo hò Toàn bộ thế giới đều đang hoang hô. Đây là thế giới đã được thăng cấp, nó đã hoàn thành rồi. Lãnh chúa Đường đột nhiên không chạy trốn nữa. Bên trong tinh không, Chúa Tể Thâm Nguyên đang khống chế thành trì màu đỏ sẫm. Nó không ngừng theo sau khởi nguyên tinh khổng lồ. Hắn thỉnh thoảng ra tay, khiến không gian xuất hiện những vết nứt khó mà chữa lành. Sức mạnh của vực sâu va chạm với sức mạnh đến từ khởi nguyên tinh. Cả hai đều va chạm và triệt tiêu lẫn nhau của lực lượng này mình chưa bao giờ thấy qua đó là một loại lực lượng hoàn toàn mới chúa tể thâm nguyên thầm nghĩ với tầm mắt của hắn lực lượng chưa từng thấy qua là rất hiếm hơn nữa hắn không thể nào phân tích được nguồn gốc tuy nhiên chúa tể thâm nguyên suy đoán người ở bên trong thế giới đó chắc chắn nhận lấy một loại nào đó hạn chế ví dụ sức mạnh có giới hạn ví dụ Hắn dựa vào một loại trận pháp nào đó để duy trì trong một thời gian nhất định. Hắn đang thử nghiệm và cũng đang tiêu hao. Giới vực khởi nguyên tinh không ngừng bỏ chạy. Điều này càng khiến hắn ta chắc chắn về điều đó. Hơn nữa, việc di chuyển toàn bộ giới vực khởi nguyên tinh không thể nào thi triển vô hạn được. Đối với Chúa tể Thâm Nguyên, việc phá hủy một thế giới sơ cấp hay một thế giới cấp cao cũng không phải là điều gì khó khăn. Hắn đã hủy diệt không biết bao nhiêu thế giới tuy nhiên việc di chuyển toàn bộ thế giới hắn tự nhận mình có thể di chuyển thế giới sơ cấp và trung cấp tuy nhiên điều kiện đầu tiên là không quan tâm đến thiệt hại của thế giới đó dựa trên tốc độ di chuyển của giới vực khởi nguyên tinh nếu như hắn di chuyển một thế giới sơ cấp vượt qua một tinh vực thì toàn bộ thế giới sơ cấp đó sẽ bị tan vỡ hoàn toàn tuy nhiên muốn di chuyển khởi nguyên tinh phải là một cuộc di chuyển rất an toàn huống hồ đây chính là một thế giới cấp cao, bản thân mình không thể nào làm được. Ngay cả khi nhánh khởi nguyên tinh đã thực hiện các bố trí đặc thù và sở hữu những phương pháp mà hắn không thể nào hiểu. Chúa tể thâm nguyên tin tưởng, việc di chuyển thế giới phải tiêu hao rất lớn. Nếu tiếp tục tiêu hao như thế, giới vực khởi nguyên tinh của nhân loại sẽ tự động tan vỡ. Lúc này, khởi nguyên tinh dừng lại. Chúa tể thâm nguyên chỉ ồ một tiếng thế giới hàng đầu này có vẻ như đã trải qua một số thay đổi hóa ra đây chính là sự nâng cấp của thế giới trở thành một thế giới siêu cấp ở trong vũ trụ vô tận thế giới bên trong chỉ có một thế giới siêu cấp mà thôi lãnh chúa đường trong nháy mắt đã hiểu rõ mọi thứ thời điểm thế giới nâng cấp nó cũng sẽ hoàn thiện thế giới vốn đã được dung hợp nhưng vẫn còn một xíu khuyết điểm sau đó nó sẽ trở thành một thế giới siêu cấp thực sự đồng thời nó cũng là một hạt giống hạt giống nảy mầm ở trong thế giới vô tận khởi nguyên tinh đã trở thành thế giới siêu cấp với hàng trăm thế giới thuộc các cấp độ khác nhau lãnh chúa đường trong lúc vô tình đã đáp ứng một số điều kiện quy tắc tối cao toàn bộ khởi nguyên tinh giống như một cái vũ trụ nhỏ sau khi được nâng cấp nó vẫn không ngừng tiếp tục mở rộng hàng rào thế giới không ngừng mở rộng và đã ra đời vô số thế giới mới ở rìa biên giới tất nhiên nó vẫn là những thế giới hoang sơ và đang ở trong quá trình hình thành nó vẫn cần rất nhiều thời gian mới có thể tạo ra sinh linh hiện tại nó đã trở nên khác biệt lãnh chúa đường chỉ cảm nhận một chút rồi tập trung hết sự chú ý của mình vào đám ma quỷ đang truy đuổi ở phía sau mối nguy hiểm vẫn còn chưa có qua anh giơ tay lên lực lượng dẫn dắt tăng lên rất nhiều hơn nữa mình cảm thấy nó trôi chảy và mượt mà hơn lúc trước anh vung nhẹ tay chưởng ra một cái. Oanh! Chí tôn pháp tắc hệ hỏa bị đánh bay ra bên ngoài. Lúc này, đường vũ cũng không có dừng lại, anh liên tục tung ra thêm mấy chưởng nữa. Hai chưởng này va chạm với hai đòn tấn công của hai tên chí tôn pháp tắc khác. Ba chưởng còn lại đều rơi xuống trên người của những tên thánh vương bộ tộc ma quỷ. Bành bành bành! Thân thể của ba tên thánh vương giống như những chiếc bong bóng. Trong nháy mắt, nó nổ tung và bị xóa sổ ngay lập tức. Ngay cả những giọt máu màu vàng cũng không chảy xuống. Nó hoàn toàn bị xóa sổ ở trong không gian. Cái gì? Chí công pháp tắc hệ hỏa không khỏi sửng sờ, nhưng hắn lại bị đánh bay ra bên ngoài. Chúa tể Thâm Nguyên lộ ra sự tức giận. Trong lúc bất ngờ, hắn không thể nào bảo vệ mấy tên thánh vương kia. Ngay ở trong bộ tộc ma quỷ, thánh vương cũng vô cùng hiếm có. Mỗi một người đều vô cùng quan trọng hắn tức giận và ra tay pháp tắc hủy diệt được cô động đến cực hạn những nơi đi qua đều bị hủy diệt tuy nhiên một trưởng vô hình đã phá vỡ pháp tắc hủy diệt mà thâm uyên mang tới sau khi tiêu hao một chút lực lượng thì tiếp tục đánh về phía hắn không thể nào thành trì màu đỏ sẫm bị trưởng vô hình đó đánh trúng nó vỡ vụn thành từng mảnh và bay ngược ra bên ngoài đồng thời lực lượng từ phía khởi nguyên tinh đánh ra vô số thánh nhân ở trong tinh không bị nổ tung tất cả rút lui chí tôn pháp tắc hệ hỏa lại bị đánh bay ra bên ngoài hắn phun ra một nguồn máu màu vàng và không ngừng hét lên thanh âm của hắn giống như pháp tắc dẫn dắt những thánh vương ở trong tộc vẫn còn đang ngơ ngác lui về phía sau nhanh chóng kéo bọn chúng ra khỏi vùng tinh không đang đứng chỉ còn lại ba vị trí tôn pháp tắc bộ tộc ma quỷ toàn lực tấn công quanh 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 tinh không chấn động. Khi khởi nguyên tinh không còn chạy trốn thì tác động của trận chiến gây ra ảnh hưởng lớn hơn. Dư chấn kinh cũng giống như một thảm họa hủy diệt vũ trụ dần lan rộng ra bên ngoài. Lúc này, Thạch Vương và những Thánh Vương khác cẩn thận đi theo dấu vết của trận chiến. Cuối cùng, bọn họ cũng đến gần khu vực giao tranh. Thạch Vương không khỏi lo lắng. Khởi nguyên tinh đã bị bộ tộc ma quỷ và e rằng bọn họ đang ở trong tình thế nguy hiểm. Tuy nhiên, ông cũng không có bất kỳ khả năng nào để hỗ trợ. Bọn họ chỉ có thể mạo hiểm tiếp cận để thu thập tin tức. Cuối cùng, Thạch Vương và những người khác cũng tới nơi. Bọn họ cảm nhận cẩn thận từng ly từng tí và tìm kiếm. Họ nhìn thấy vùng không gian bị tàn phá dữ dội và ba vị trí tôn pháp tắc bị đánh bay ra ngoài. Thạch Vương Không lẽ mình nhìn nhầm rồi sao? Ông lại nhìn lần nữa. Chí tôn pháp tắc hệ hỏa thảm nhất hắn không ngừng lan lộn ở trên không trung. Thạch vương, chắc chắn mình đã trúng phải ảo giác. Giải thuật Ông lại nhìn thêm lần nữa. Chí tôn pháp tắc hệ hỏa máu me chảy đầm đìa. Bên trên khởi nguyên tinh, một bóng dáng mơ hồ giống như bản thân hắn chính là vũ trụ. Hắn đứng sừng sững ở đó. Một trưởng liền có thể đánh lui chúa tể thâm nguyên. Đánh bay cả chí tôn pháp tắc bóng tối. Đánh phát nổ chí tôn pháp tắc hệ hỏa. Thạch Vương, vua luyện ngục, cửu kiếm vương không khỏi im lặng. Chúng ta có phải đã lo lắng vô ích rồi hay không? Ở trong cảm nhận của bọn họ, chúa tể thâm nguyên đã ra tay thật sự, nhưng vẫn không thể làm được gì khởi nguyên tinh. Bọn họ không thể làm được gì vị lãnh chúa đường đang đứng ở đó. Chúng cũng không thể nào bảo vệ được trí tôn pháp tắc hệ hỏa. Hắn bị đánh cho chỉ còn lại một bóng dáng mờ ảo, khí tức bắt đầu suy yếu khiến cho những thánh nhân có cảm nhận đầu tiên chính là thê thảm. Lúc này, khởi nguyên tinh bắt đầu hành động. Bọn họ không phải chạy trốn mà là đột kích ngược lại. Nó bắt đầu xông lên. Nó xông vào đám thánh vương và thánh nhân của bộ tộc ma quỷ đã lùi ra xa khỏi tinh không. Nó xông tới. Mười tên thánh vương bị hạ gục. Những tên thánh nhân còn lại bắt đầu chạy trốn. Những thánh vương khác bắt đầu thiêu đốt bản nguyên, nhanh chóng bỏ trốn những tên thánh nhân khét tiếng ở trong vũ trụ, liên tục bỏ mạng. Khi chúa tể thâm nguyên chạy đến, 35 tên thánh vương đã bỏ mạng. Ngoài trừ chí tôn pháp tắc hệ hỏa, những tên thánh vương bỏ mạng, thậm chí không có tư cách để máu tươi chảy xuống. Bọn chúng hoàn toàn bị xóa sổ. Tất cả dấu vết hoàn toàn biến mất. Chúa tể thâm nguyên tức giận, nhưng hắn lại quay người điều khiển thành trì màu đỏ sậm cuốn đi một đám thánh vương cùng với chí tôn pháp tắc hệ hỏa và bóng tối bóng dáng của bọn chúng biến mất ở trong vũ trụ thạch vương ngẩn ngơ nhìn một giây hai giây một phút hai phút mãi đến khi có thánh nhân loài người từ một khu vực tinh không xa xôi chạy đến đem theo tin tức bộ tộc ma quỷ rút lui quân đội bộ tộc ma quỷ tấn công các thế lực bá chủ rút lui quân đội ma quỷ tấn công thành phố rút lui một cách vội vàng quân đội ma quỷ tấn công hòn đảo hư không của liên minh Mấy tên thánh vương và vô số thánh nhân không hề cam tâm liền nhanh chóng rời đi. Bọn chúng biến mất không nhìn thấy gì nữa. Chúng chỉ để lại một mảnh chiến trường tan hoang, tinh không vỡ vụn và tinh vực vô cùng hỗn loạn. Khởi nguyên tinh vẫn đứng nguyên vẹn ở trong vùng tinh không hỗn loạn. Một lúc sau, Thạch Vương không khỏi cảm thán Lãnh chúa thâm lam thật đáng sợ. Thành trì ma chủ ở vi diện thâm hồng, bị vị trí tôn pháp tắt ngồi ở vị trí cao nhất không khỏi yên lặng khởi nguyên tinh, nhân loại. Chúa tể thâm nguyên không ngừng lầm bầm. Các thánh nhân ở bên dưới đều câm như hến. Sau một hồi im lặng, tên chí tôn pháp tắc hệ hỏa đành lên tiếng, chúa tể thâm nguyên, chúng ta tiếp theo phải làm gì đây? Hắn không cam tâm. Trong số ba tên chí tôn pháp tắc, hắn là tên thảm nhất. Hắn bị nhắm làm mục tiêu và liên tục bị đánh. Tất nhiên, bộ tộc ma quỷ không chỉ có ba tên chí tôn pháp tắc. Tuy nhiên, lãnh thổ của bộ tộc ma quỷ rất rộng lớn ngoài những vùng không gian đã bị biến thành vùng chết chóc do những hành tinh đã bị thôn vệ còn có những khu vực quan trọng cần có người trấn giữ ở nơi đó nó cũng là vị trí của chúa tể vĩ đại bế quân tuy nhiên bọn chúng có thể gọi thêm hai hoặc ba người tạm thời đình chiến chúa tể thâm nguyên dừng một chút rồi mới lên tiếng chí tôn pháp tắc hệ hỏa há miệng nhưng cuối cùng hắn cũng không nói nữa hắn cũng biết ngay cả khi có gọi thêm hai hoặc ba tên chí tôn pháp tắc bọn họ cũng chỉ có thể cân sức ngang tài với vị lãnh chúa ở trong khởi nguyên tinh mà thôi cuối cùng người bị đánh sẽ là bản thân hắn ta ta không biết cái tên nhân loại đó đã sử dụng loại lực lượng gì bọn họ nhất trí của sức mạnh đó cũng không phải là sức mạnh bình thường nó có thể sẽ có mặt hạn chế nó nhất định phải ở bên trong khởi nguyên tinh nhưng nó cũng không có bao nhiêu khác biệt tốc độ di chuyển của khởi nguyên tinh không hề thua kém thánh vương. Nó còn có thể lẫn trốn ở bên trong không gian cao cấp. Ở trong trường hợp không nắm được thông tin của nhân loại, bọn họ khó có thể đánh được. Khi đó, quy thế của bộ tộc ma quỷ vất vả lắm mới tích lũy được cũng sẽ bị sụp đổ. Toàn bộ vũ trụ, ngoài liên minh chống bộ tộc ma quỷ ra còn có hai thế lực không hề yếu đó chính là Luân Hồi Điện và Liên minh Hư Không. Hơn nữa, ngay cả khi bọn chúng muốn đánh thì cũng chưa chắc có thể tìm thấy vị trí của khởi nguyên tinh. Quả nhiên, chí tôn pháp tắc hệ hỏa liền nghe thấy chúa tể thâm nguyên hỏi. Vị trí của khởi nguyên tinh vẫn có thể suy đoán ra được sao? Tên thánh vương đeo vô số tinh thể, nhắm mắt lại một lúc, có thể, có thể suy đoán được một chút, nhưng khởi nguyên tinh luôn di chuyển, nên khó mà xác định được vị trí cụ thể, vân vân. Nó đã bị mất kết nối rồi, không thể nào đoán được nữa hắn không cam lòng bất kể sử dụng phương pháp nào cũng không thể nào đoán được vị trí của thế giới kia chúa tể thâm nguyên cũng không ngạc nhiên ngay cả khi sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào đó cũng là tồn tại ngang bằng với ba vị trí tôn pháp tắt bọn họ khả năng ẩn giấu và khả năng suy đoán không thể bình thường được tuy nhiên hắn vẫn nói nghĩ biện pháp tìm ra vị trí của nó hắn dự định tạm thời ngừng chiến nhưng không có nghĩa là hắn sẽ từ bỏ việc tiêu diệt nhân loại sự nổi dậy của Khởi Nguyên Tinh càng củng cố quyết tâm của hắn ta muốn xóa sổ tất cả toàn nhân loại ở trong vũ trụ. Tạm thời, chúng ta không cần phải đối đầu trực diện với Liên Minh, tuy nhiên, thôn vệ những thế giới khác cũng không thể bỏ qua. Đặc biệt, những thế giới có nhân loại, một cái cũng không thể bỏ qua. Chúa Tể Thâm Nguyên dừng một chút rồi nói tiếp, thứ hai, chúng ta đã chịu tổn thất nặng nề ở trong trận chiến này. Các vị nhất định phải đào tạo ra một số thánh nhân để lấp đầy chỗ trống. Hơn nữa, hãy để ý đến những tên trí tôn pháp tắt bên phía Luân Hồi Điện và Liên minh Hư Không. Chúa Tể Thâm Nguyên là người nắm giữ hướng đi của bộ tộc ma quỷ. Hắn biết rõ, liên minh chống bộ tộc ma quỷ có thể diệt thì diệt, nhưng không thể nào điều động quá nhiều lực lượng. Những trí tôn pháp tắt canh giữ những khu vực quan trọng không thể nào điều động. Việc đột phá của Chúa Tể Vĩ Đại mới là điều quan trọng nhất đối với bộ tộc ma quỷ. Hắn biết rằng chúa tể vĩ đại đang ở bước cuối cùng và khi vị chúa tể vĩ đại xuất quan. Đó sẽ là thời điểm của bộ tộc ma quỷ hoàn toàn thống trị cả vũ trụ. Thậm chí, bọn chúng cũng có thể vượt ra khỏi vũ trụ này. Hiện tại, hắn cần phải giữ đầu óc của mình tỉnh táo. Bất kể chuyện gì xảy ra, đều không được làm phiền đến vị chúa tể vĩ đại. Đặc biệt là Luân hồi điện Chúa tể thâm nguyên nhớ lại chuyện cách đây không lâu, một tên điện chủ của Luân Hồi Điện đã xâm nhập vào lãnh thổ bộ tộc ma quỷ và cướp đi bản nguyên của một số thế giới mà bọn chúng đã thôn phệ. Cuối cùng, hắn đã bị một tên chí tôn pháp tắc trấn giữ ở trung tâm đánh cho một trận bị thương và bỏ chạy. Mất đi một chút bản nguyên thế giới chẳng sao cả. Tuy nhiên, nếu làm phiền đến vị chúa tể vĩ đại và làm chậm việc đột phá thì đó mới là điều đáng trách nhất. Đây cũng là một trong những lý do khiến cho chúa tể Thâm Nguyên không còn tập hợp chí tôn pháp tắc để tấn công khởi nguyên tinh. Sau chiến dịch khởi nguyên tinh, quy mô được xem là trận chiến lớn nhất giữa liên minh chống bộ tộc ma quỷ với bộ tộc ma quỷ kể từ khi thành lập. Thực tế, tham chiến chỉ có bên phe nhân loại Thâm Lam. Thậm chí, đó là màn trình diễn cá nhân của lãnh chúa Thâm Lam. Nó mang đến hiệu quả vượt xa cả trước đây nó thậm chí vượt xa cả những trận chiến liên minh đối đầu với bộ tộc ma quỷ liên minh cũng có tồn tại mạnh mẽ có thể chống lại thậm chí áp đảo những tên chí tôn pháp tắc của bộ tộc ma quỷ một số thánh nhân thánh vương đơn độc bọn họ bắt đầu nhìn nhận lại chuyện này liên minh này được thành lập một cách vội vàng hòa bình lâu ngày lại một lần nữa đến ở trong liên minh mối liên hệ giữa tất cả thế lực ngày càng chặt chẽ hơn nhân loại thâm lam đã vững vàng ngồi ở vị trí lãnh đạo hai phe thế lực siêu cấp thường xuyên xảy ra xung đột ở trên các thế giới tranh đoạt và trên chiến trường sau chiến dịch khởi nguyên tinh những vùng tinh vực bị phá hủy và chiến trường tinh hải vỡ vụn hai chiến trường này đã trở thành chiến trường tập luyện cho những hậu bối của liên minh và bộ tộc ma quỷ lần này ngay cả khi có siêu phàm bỏ mạng đám ma quỷ cũng chỉ có thể nuốt cơn tức giận này xuống hoặc bọn chúng phái cường giả vô địch để trả thù Thánh nhân ra tay đã không xảy ra trong suốt 10 năm. Ngược lại, một số thế lực bình thường ở trong vũ trụ, những thánh nhân đơn độc cũng thỉnh thoảng xảy ra xung đột. Thời gian nhanh chóng trôi đi, năm thứ 10 sau chiến dịch khởi nguyên tinh. Số lượng thánh nhân của loài người đã lên tới trăm. Nancy đã đột phá tới thánh vương. Lãnh chúa Đường giả triệu hồi tổng cộng 36 anh hùng lịch sử ở trong dòng sông thời gian. Năm thứ 13 sau chiến dịch khởi nguyên tinh. Hồng Nguyệt đã đột phá Thánh Vương và cô được mệnh danh nữ hoàng biển máu. Năm thứ 15, Lãnh chúa Đường đã di chuyển Khởi Nguyên Tinh đến gần biên giới vũ trụ. Nó đã tới gần với khu vực hỗn độn ở bên ngoài vũ trụ. Khởi Nguyên Tinh hấp thụ khí hỗn độn làm cho tốc độ phát triển tăng lên 10 lần. Tuy nhiên, Khởi Nguyên Tinh vẫn còn nhỏ bé vẫn chưa thể thực sự thoát ly khỏi vũ trụ. Nếu như anh có thể làm được, Lãnh chúa Đường cũng có thể thoát ly khỏi vũ trụ. Năm thứ 20 tình hình vũ trụ ngày càng ổn định. Theo mệnh lệnh của đường vũ, Thâm Lam bắt đầu truyền bá phương pháp tu luyện ở thế giới thông thường. Chủ yếu những thế giới nhân loại. Năm thứ 30, Hôi Nhận, Tiểu Lật, Edola đã đột phá Thánh Vương. Từ đó, Thâm Lam của nhân loại đã có 7 tên Thánh Vương và triệt để đứng vững bước chân. Trong khi đó, lãnh chúa đường vẫn đang nuôi dưỡng khởi nguyên tinh. Năm thứ 50, theo số liệu thống kê, Thế giới thuộc quyền Thâm Lam sở hữu đã lên tới 100.000. Nó được phân tán để thế giới nhân loại quản lý. Lãnh chúa Đường vẫn đang nuôi dưỡng Khởi Nguyên Tinh. Năm thứ 60, một tên Thánh Vương đơn độc giết chết hai tên thánh nhân liên minh. Y liên ra tay và đuổi theo tên Thánh Vương đó ba mảnh tinh vực. Sau đó, cô đã đóng băng tên Thánh Vương đơn độc đó ở trong vùng tinh không. Danh tiếng nữ vương Băng Tuyết vang vọng ở trong khắp vũ trụ. Năm thứ 80, số cung điện của nhân loại đã tăng lên tới 308 tòa. Lãnh chúa Đường vẫn. Sau 100 năm phát triển, Thâm Lam hiện tại đã trở thành một thế lực siêu cấp với nền tảng phong phú. Thành phố Thâm Lam, ở bên dưới gốc cây thế giới. Vẻ ngoài của lãnh chúa Đường vẫn y chang như cũ. Anh vẫn đẹp trai như thế. Trước mắt anh xuất hiện một tấm bản đồ vũ trụ. Sau 100 năm phát triển chiến đấu chống lại bộ tộc ma quỷ, Hiện tại, liên minh đã chiếm giữ 2 phần 5 lãnh thổ trung tâm, bộ tộc ma quỷ chiếm giữ 3 phần 5. Đây là những tinh vực có nguồn tài nguyên phong phú, trong khi vũ trụ có nhiều tinh vực với nguồn tài nguyên bình thường. Thậm chí, nó còn nghèo nàn hơn. Ở đó, vẫn còn rất nhiều thế lực vũ trụ bình thường hoặc những nền văn minh không đáng kể. Ở trong lãnh thổ mà liên minh chiếm được, nhân loại thâm lam đã chiếm một phần ba trong đó. Hiện tại nó được chia thành 308 quốc gia dưới áp lực của bộ tộc ma quỷ và nguồn tài nguyên phong phú. Số lượng thánh nhân ở trong các thế lực bá chủ trong liên minh trong 100 năm qua đã vượt qua 1.500. Thâm Lam thì ngay cả thánh vương cũng có khá nhiều. Tất nhiên, ngoại trừ những thiên tài nổi danh như Y Liên, không. Những người khác đều tăng thực lực lên rất nhanh. Những thánh vương mà Thâm Lam sau này thể hiện ra sức mạnh. Ở trong mắt người ngoài, đó chính là những người mà Thâm Lam đã nuôi dưỡng từ sớm nếu lãnh chúa đường là một chí tôn pháp tắc như thế việc bồi dưỡng mấy tên thánh vương cũng không phải hợp lý hay sao đó là ước tính của người ngoài đối với thâm lam tuy nhiên ngoại trừ đường vũ y liên và một số người khác không một ai biết một trăm năm qua thâm lam đã phát triển đến trình độ nào một trăm năm trước lãnh chúa đường lo lắng mình sẽ bị lật tẩy bộc lộ ra sự yếu ớt của thâm lam lúc đó thâm lam chỉ có hai thánh vương Y Liên và không chính là những người mới vừa đột phá. Cộng thêm chính mình, một tên siêu cấp hàng giỏm. Bây giờ, có không gian tinh thần ở chỗ này, anh hoàn toàn có thể mô phỏng pháp tắc hoàn toàn. Có thời gian tăng gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần. Bọn họ dùng nó để cảm nhận pháp tắc. Còn có giá trị niệm năng, sức mạnh của vận mệnh bút vào trên người. Lực lượng thế giới. Vân vân nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha